Tâm Điểm xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay với tập 928, Thanh Việt muốn gửi đến quý vị một câu chuyện thật là thú vị, cực kỳ thú vị nha quý vị. Quý vị có thể là theo dõi câu chuyện của chị Hai cả mấy năm trời. Nhưng cái câu hỏi mà quý vị thường hay hỏi mà cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể là còn bị mập mờ, đó là câu hỏi nguyên nhân tại sao lại có cuộc đấu khẩu giữa chị Hai với nghệ sĩ trong năm 2021. Thưa quý vị, Thanh Việt phóng sự từ rất lâu đã có câu trả lời này và đã chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên, ngày hôm nay, người trong cuộc đã thổ lộ và chị thổ lộ trước công chúng hôm Chủ nhật vừa qua tại khu du lịch của chị. Vậy thì, cùng với Thanh Việt, chúng ta hãy tìm hiểu xem chị Hai đã thổ lộ gì về cái nguyên nhân của cuộc đấu khẩu giữa chị và nghệ sĩ mà phần lớn chị là người đem lại nhiều cái sự bực mình cho người khác nhất. Thì đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin gửi lời kính chúc sức khỏe và mọi điều bình an đến với tất cả quý vị, cũng như quý vị đừng quên bấm nút like và để lại lời bình luận cho chương trình ngày hôm nay. Khi mà chị Hai vào trại đó quý vị nha, tất cả mọi người biết đến cái lý do mà chị vào trại, ngay cả cái việc mà cái lời truy tố, cái bản cáo trạng đều xoay quanh đó là một cuộc khẩu chiến cá nhân. Thanh Việt xin được mở ngoặc thật là lớn cái chữ cá nhân ở đây, giữa chị Hai nghệ sĩ cùng những người như là luật sư Sĩ và Hằng Ni. Vì nó kéo dài một năm trời nên đã có cái phiên tòa xét xử cả đôi bên, đúng không quý vị? Đó là những gì mà chúng ta biết, những gì chúng ta biết. Nhưng câu hỏi được đặt ra đó quý vị, sự thật có thực sự là như vậy hay không? Mọi chuyện không vô cớ mà xảy ra. Có ai thực sự đã đi tìm hiểu và hoặc là đã hiểu được cái nguyên nhân? Thưa quý vị, Thanh Việt phóng sự trong quá khứ đã có cái chủ đề này, đã trả lời và đã vẽ ra những cái sơ đồ. Nếu quý vị nào theo dõi Thanh Việt phóng sự, quý vị đều thấy đạo diễn là ai, chị Hai vai trò của chị là gì, ai là người đứng đằng sau, có những cái công việc gì và cái ảnh hưởng như thế nào, tại sao chị Hai lại chọn ông Yên rồi lại chọn nghệ sĩ Hoài Linh là người thứ hai. Thưa quý vị, tất cả nó có lý do. Và chắc chắn thưa quý vị, nó không phải là cái lý do tự vì ông Linh quen với ông Yên. Không phải vậy nha quý vị, không phải vậy. Cái điều mà quý vị biết được ở đây đó quý vị, chị Hai và giới nghệ sĩ chưa bao giờ quen nhau, chưa bao giờ quen nhau. Họ cũng chẳng bao giờ làm ăn chung với nhau cả. Cái điều thứ hai, chị Hai chẳng phải là người đóng góp tiền trực tiếp đến cho nghệ sĩ để họ đại diện chị Hai chuyển tiền cho đồng bào ở miền Trung, mà chị Hai cảm nhận thấy rằng đồng tiền đó nó không đi đến trực tiếp cái người muốn giúp đỡ, muốn được sự giúp đỡ. Nhớ quý vị, nên chị Hai đi tố cáo. Thưa quý vị, chị Hai không phải là Mạnh Thường Quân thông qua nghệ sĩ. Cái điều thứ ba, điều mà chúng ta cảm nhận thấy và đã thấy luôn, đó là chị Hai vô tư hot ở trên mạng xã hội như là một con chim hot từ sáng đến tối cả một năm trời mà không có cái sự gọi là đóng ngoặc bỏ ngoặc quan tâm triệt để của các cơ quan ban ngành. Điều này chúng ta đã giải thích, chúng ta đã nói. Nên quý vị, khi mà luật sư Sĩ và nhà báo Hằng Ni bị dính vào đường lao lý, chị Hai vô tư tu hành trên mạng xã hội cả năm trời. Sao nữa quý vị? Chị Hai nghe ngược khi lấy chuyện cá nhân của ông Yên, rồi từ đó kéo sang câu chuyện của nghệ sĩ, bắt nghệ sĩ là phải bình luận cái vấn đề giữa mình và ông Yên. Quý vị có thấy những cái điểm mà nó lạ kỳ như vậy không? Mục đích của chị Hai là làm gì? Mục đích của chị Hai là đi vạch trần ông Yên không biết chữa bệnh, hay là mục đích chị Hai là vạch trần là ông Yên đã đi lừa đảo chị Hai?
Hay là mục đích của chị hai là muốn thực hiện một cái sứ mệnh nào đó, chị hai sử dụng cái danh từ sứ mệnh nào đó để dí theo nghệ sĩ. Cái hiệp hội nào đã yêu cầu hay cơ quan nào đã yêu cầu nghệ sĩ im lặng trong năm 2021 khi mà họ bị chị hai nói rất là nặng? Thưa quý vị, nghệ sĩ cũng chẳng phải là người vừa, chẳng phải là dân vừa, đâu có chịu mà dễ dàng như vậy. Thưa quý vị, quý vị thì hãy đi ngược lại dòng thời gian. Chúng ta đôi khi chúng ta nhìn thấy cái gì rồi chúng ta nghe thấy cái gì, nhưng mà nó luôn có những cái ở phía đằng sau nữa quý vị. Cái đằng sau mới là cái quan trọng. Chúng ta đừng bao giờ nghe, đừng bao giờ thấy, và tin tưởng nó là vậy. Trở lại năm 2021, đã có những cái hiệp hội, có những cái cơ quan yêu cầu nghệ sĩ nào là thành viên thì hãy giữ im lặng. Chuyện đó là có văn bản luôn. Điều thứ 6, năm 2021 chị hai lên tiếng về nghệ sĩ. Và trước đó là tháng 8 năm 2020 là chuyện nghệ sĩ quyên góp tiền cho đồng bào miền Trung. Thế Việt đang nhắc lại một số sự kiện quan trọng để tí nữa Thế Việt mở cho quý vị nghe cái lời tâm sự của chị hai trực tiếp tại khu du lịch, rồi quý vị sẽ hiểu tại sao mà Sàm Xí Sọ lại nhắc đến những câu chuyện này. Có lý do, đúng không quý vị? Tháng 9 năm 2021, nghị định mới ra đời để quy hoạch cái chuyện tự nguyện quyên góp, tự xin tự phát của một số nghệ sĩ. Mà ở đây người ta nói tổng quát hết, tất cả những người nào đi quyên góp, đi tiếp nhận từ thiện thì phải làm những cái công việc ABCDG gì đó, đúng không quý vị? Đó là cái nghị định 93 ra đời để quy hoạch tất cả những cái sự quyên góp về cho Mặt trận Tổ quốc, là cơ quan sẽ tiếp nhận và sẽ giải trình. Nếu mình tự đi quyên góp, mình cũng phải làm những cái điều ABCD này, rồi sau đó mình phải chuyển tiền vào cho Mặt trận Tổ quốc. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái cơn bão miền Bắc vừa qua, quý vị có thấy cái nghị định 93 được áp dụng một cách triệt để không quý vị? Thưa là không. Cũng có rất là nhiều những cái hội đoàn, những chùa cũng đã đi giúp đỡ mọi người. Chỉ có một nhóm người, nha quý vị, đã không thực hiện. Vì cái nghị định 93 này gần như được ra đời để áp dụng cho cái nhóm người đó. Và cái nhóm người đó không ai khác hơn, đó là nghệ sĩ. Vậy là chúng ta lấy cái điểm thứ 6 và điểm thứ 7 chúng ta kết hợp lại, thì chúng ta hiểu rõ tại sao mà nó lại có cái câu chuyện chị hai tung hoành ở trên mạng, tự tung tự tác như vậy. Thanh Việt đã từng phân tích và giải thích, gọi chị hai đóng ngoặc mở ngoặc là cô gái mở đường cho cái nghị định ra đời vào tháng 9 năm 2021. Mặc dù một số quý vị không thích cái danh xưng cô gái mở đường vì nó dành cho những người chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến, đúng không quý vị? Nhưng thực sự nếu mà để dễ hiểu nhất thì chị ta chính là người đi mở đường cho cái nghị định đó. Chị hai trong năm 2021, trong một vài buổi livestream, chị hai đã nhắc đến cái thành tích của mình. Tôi là người khởi xướng, để rồi có cái nghị định 93 nó ra đời. Nha quý vị, chị hai đã nói rồi, Thanh Việt phóng sự cũng đã nói rồi, nhưng có lẽ chúng ta đã quên lặng, chúng ta bỏ quên đến những chi tiết, rồi chúng ta bị những cái câu chuyện đó chỉ là những cuộc khẩu chiến cá nhân giữa cá nhân này với cá nhân nọ mà thôi. Thưa quý vị, nó không hẳn là như vậy. Chúng ta nhìn thấy cái tòa sơ thẩm và phúc thẩm, chúng ta thấy gì? Thấy hình dáng này, tinh thần này, cái sự mất kỷ luật của chị hai tại phiên tòa. Và cái lúc chị ra về, chị đi trên cái xe như thế nào, chị tươi cười, chị vẫy tay chào bàn quan thiên họ như thế nào,
đúng không quý vị? Đó. Và điểm thứ 10, chị hai nói có kịch bản từ tháng 3 cho đến tháng 9. Từ tháng 9 cho đến tháng 4 năm 2022 thì có một cái sự phản kèo nào đó. Cái việc mà chị hai bắt đầu bẻ tay lái đi sang những câu chuyện như gia đình của cụ Hỏa Lê, rồi bẻ lái sang những cái câu chuyện về Hàn Ni, về luật sư Sĩ, về nhà báo Đức Hiện, tất cả, thưa quý vị, nó đều nằm ở bên ngoài cái dự định. Và rồi chuyện gì đến nó cũng phải đến. Có lẽ là cái người viết kịch bản đã không còn cung cấp cho chị cái kịch bản nữa, hoặc là người viết kịch bản và chị đã bất đồng quan điểm, hay là có lời hứa nào đó được đưa ra mà không được giữ, vâng 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 vâng. Thưa quý vị, cái đó thì không ai biết, chỉ có người viết kịch bản và chị hai mới biết. Tuy nhiên, nếu quý vị lấy từ điểm số 1 đến điểm số 9 mà Thanh Việt vừa mới trình bày với quý vị, quý vị suy ngẫm, rồi quý vị sẽ hiểu tại sao mà lại có nhân vật chị hai đột nhiên đột biến xuất hiện trên mạng xã hội một cách vô tư, vô số tội. Từ hồi trước đến giờ chúng ta chưa thấy có một người nào sử dụng mạng xã hội lại có thể ngân ngang, vô kỷ luật như vậy được trong cộng đồng nói tiếng Việt tại Việt Nam trên mạng xã hội. Và thưa quý vị, tất cả nó đi theo từng sự kiện dính liền với những khoảng thời gian khác nhau. Thế thì để giải thích tại sao mà xuất hiện ông Yên là người đầu tiên bị chị hai đưa lên, vì câu chuyện đó là chỉ có chị hai với ông ấy biết mà thôi. Câu chuyện đó chị hai đã thuộc lòng lòng. Câu chuyện thứ hai là về nghệ sĩ Linh. Câu chuyện đó chị hai hoàn toàn không biết, ai đó đã cung cấp thông tin. Và rồi thưa quý vị, cái người cuối cùng, cái nghệ sĩ cuối cùng mà chị hai cho lên thớt, đó chính là cái người quyên góp nhiều nhất trong năm 2021-20, đó là vợ chồng Thủy Tiên. Tất cả nó đều có những cái kế hoạch, có những cái kịch bản để phải đi theo. Chúng ta nói rằng, ồ, chị hai không biết gì, chị hai thế này thế nọ. Thưa quý vị, chị hai có thể không biết gì, nhưng lời nói của chị hai như chị hai đã sử dụng cái ngôn từ được nói ở trong cái buổi livestream vừa qua, đó là tôi quất không chật một phát nào. Dạ quý vị, dĩ nhiên là chị hai không thể nào quất được cái gì cả. Những nô tì của chị hai cũng chẳng có tin gì mà để đưa cho chị hai, ngoại trừ lên trên mạng từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 để tìm kiếm những cái thông tin để chị hai phản biện. Trước đó, nô tì của chị hai chẳng tìm gì cả. Thông tin đó được ai đó đưa cho chị về nghệ sĩ. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn tâm sự tại khu du lịch, sau khi trở về từ An Phước được 10 ngày với một người MC mới, Nguyễn Ly, chị hai đã nói rất rõ, rất thô, rất trắng trợn. Thế thì hy vọng rằng sau cái chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ hiểu và sẽ hiểu rõ hơn những gì quý vị đã biết, để chúng ta không còn suy nghĩ tại sao thế này, tại sao thế kia, vì chính người trong cuộc đã nói cho chúng ta biết. Quý vị có thể không tin Thanh Việt, không tin Thanh Việt phóng sự, tự vì xàm xí soạn làm sao mà biết được. Nhưng thưa quý vị, ngày hôm nay Thanh Việt rất vui vì chính người trong cuộc đã trả lời cho quý vị. Và nếu quý vị không biết nữa thì thôi, đều chịu thôi quý vị ạ. Tại thì chị hai đã nói gì mà rất rõ, rất thô và rất trắng trợn như vậy? Chị hai mặc dù nói rõ
nhưng vẫn sử dụng một vài cái danh từ để mấp mé ở bên ngoài. Chúng ta bỏ qua những cái câu chuyện mà thân Việt gọi là màu mè hoa lá hẹ. Nha quý vị, đấu tranh cho người dân là người như thế này thế nào, bỏ qua những chi tiết đó. Thân Việt sẽ cho quý vị nghe, nhưng mà trước khi nghe đó quý vị, thì thân Việt mời quý vị nghe thân Việt tóm tắt một vài cái nội dung chính ở trong cái lời nói của chị tại cái buổi tâm sự loài chim biển tại khu du lịch. Chị nói gì? Chị nói rằng trước đền thờ khu du lịch, đây là một khu đền rất tâm linh, những chuyện không nói chơi được. Nghĩa là sao quý vị? Nghĩa là chị muốn nói những lời chị sắp nói đây là những lời sự thật, là những lời thật, hoàn toàn không dối. Thứ hai, chị nói rằng chị có một cái sứ mệnh, một cái trọng trách mà không ai có thể hiểu được ngoài chị ta. Chị ta nói rằng chị ta nằm mơ, chị ta nghe văng vẳng ở bên tai. Thưa quý vị, vẫn câu chuyện nằm mơ. Thưa quý vị, chẳng có mơ, chẳng có mộng, chẳng có tâm linh gì ở đây, mà chính là người thường đã đưa thông tin cho chị. Chị chỉ muốn nói rằng những lời chị nói trước cái đền thờ trong khu du lịch của chị là chuyện đúng. Vì nói chuyện sai trong cái đền thờ này đầy tâm linh, không giỡn được. Chị nói rằng đây là cái đoạn mà tí nữa thân Việt sẽ mở đi mở lại cho quý vị nghe. Chị nói rằng nghệ sĩ và Mạnh Thường Quân là những người dân, họ đã tự phát để quyên góp tiền đóng cho đồng bào miền Trung năm 2020. Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc không thu được bao nhiêu. Đây là cái lý do chính miệng chị ta đã nói. Tí nữa thân Việt sẽ mở cho quý vị nghe, quý vị nhớ rõ cái đoạn này nha quý vị. Chị ta nói rằng người dân và nghệ sĩ tự phát, họ đã quyên góp được nhiều tiền hơn Mặt trận Tổ quốc. Thưa quý vị, đối với vị Mặt trận Tổ quốc có được sự đóng góp từ ở đâu cho năm 2020? Tất cả mọi đồng tiền đều đến từ các doanh nghiệp, đều đến từ các cơ quan nhà nước, đều đến từ các công ty, nha quý vị. Nhưng mà đặc biệt không nhiều từ những người dân. Người dân gửi tiền vào rất nhiều cho nghệ sĩ, họ làm từ thiện tự phát. Và chị hai nói rằng Mặt trận Tổ quốc có thể có nhiều tiền hơn, nhưng so với cái số tiền của nghệ sĩ và người dân đóng góp thì nó không đi theo đúng cái tỷ lệ của nó. Chúng ta không thể nào so sánh các cái doanh nghiệp đóng góp với cái số tiền người dân được. Nếu chúng ta so sánh cái số tiền người dân gửi vào cho Mặt trận Tổ quốc và số tiền người dân gửi vào cho nghệ sĩ, thì thưa quý vị, chắc chắn người ta đã gửi nhiều vào với nghệ sĩ hơn. Và chị hai đã nêu cái điểm này ra rất là rõ ràng. Sau đó chị hai nói gì? Sau đó chị hai nói rằng công của chị là đã mang lại cho Mặt trận Tổ quốc niềm tin của người dân. Thưa quý vị, có bao giờ thưa quý vị hy vọng là quý vị không chạy theo những cái câu nói rằng thế này thế nọ, chị hai là người yêu dân, ô chị yêu cái gì mà yêu, chị bỏ tiền vào đi. Không có nha quý vị. Cái mà nó quan trọng nhất trong cái buổi gặp mặt đó không phải là những 10 tỷ, 15 tỷ, không phải. Mà nó những cái chữ gì đã chạy ra từ miệng của chị hai. Thì thưa quý vị, như Thanh Việt dự đoán, chị hai trở lại thì phải có một cái màn rửa mặt chứ, để lấy lại một cái danh dự mà đã bị mất. Thì chị hai rửa thế nào? Chị hai nói rằng những lời chị nói ở trong cái khu đền thờ đầy tâm linh này không giỡn, và chị nói chưa bao giờ chập. Thưa quý vị,
Ai có thể tin được lời trong giấc mơ không quý vị? Không ai tin được. Ngoại trừ thông tin đó chính là người thường đã đưa cho chị. Công lớn của chị và công lớn nhất đó là mang lại cho mặt trận Tổ quốc cái niềm tin của người dân. Để làm gì? Để có những trận bão kế tiếp thì người dân sẽ gửi tiền cho mặt trận Tổ quốc. Đó là cái sự thành công của chị. Và cái công lớn là do chị. Chị Hai đã tuyên bố như vậy. Và bây giờ, tí nữa quý vị sẽ nghe một cái chữ. Tôi mang ghế cho quý vị ngồi. Tôi mang ghế cho quý vị ngồi. Thay vì hy vọng rằng quý vị hiểu ghế là gì và quý vị là ai. Nếu quý vị nào trả lời rằng ghế tức là ghế ở sân vận động, quý vị có nghĩa là những người fan ủng hộ cuồng nhiệt đã đến gặp chị Hai. Thưa quý vị, câu trả lời là chật lất hai cái chứng ngọng. Ghế đây không phải là ghế ở sân vận động. Quý vị đây không phải là những fan hâm mộ. Quý vị nhớ rõ này nha quý vị. Chị Hai đã mở miệng nói, chứ không phải Thanh Việt để chữ vào miệng chị Hai. Chị Hai đã tự nói. Và chị Hai kết luận một câu xanh rờn. Xanh rờn. Đó là gì? Tôi quốc phát nào, trúng phát đó. Không chật phát nào. Thưa quý vị, quốc ai? Chị Hai là một CEO trong một doanh nghiệp chẳng có quan hệ gì trong giới làm nghệ thuật. Tại sao chị Hai lại quốc phát nào trúng phát đó? Nhưng mà thưa quý vị, chỉ có quốc nghệ sĩ. Những câu chuyện mà chị Hai đánh vào cuộc đời của nhà báo Hằng Ni nó chật lất. Đó là những thông tin sau này khi nô tì của chị Hai phải đi tìm kiếm trên mạng xã hội. Mà mạng xã hội thì nó đầy dẫy những cái thông tin lệch chuẩn, thông tin sai sự thật, thông tin náo nêu. Chỉ có cái đoạn trước đó quý vị à, cái giai đoạn từ tháng 3 cho đến tháng 9, chị nói đúng hoàn toàn. Lý do đơn giản là sao thưa quý vị? Là không phải tin của chị, tin của người khác đưa. Nên chị mới tuyên bố một câu, tôi quốc phát nào, chúng phát đó. Không chật phát nào cả. Và quý vị biết là quốc ai rồi. Đúng không thưa quý vị? Và để không mất thời gian của quý vị, Thanh Việt bây giờ sẽ mời quý vị cùng nghe với Thanh Việt những cái lời tâm sự của chị Hai. Hy vọng rằng quý vị chờ đợi được đến thời điểm này để nghe. Nhưng quý vị, vì đây là những lời nói của chị Hai để khẳng định lại cái điểm từ điểm 1 đến điểm 6. Để quý vị biết được cái lý do nào chị Hai nhà ta đã lên trên mạng. Chị Hai có thực hiện theo lời của ai nói hay không? Dù là chị Hai nói rằng ông trời đã xúi tôi. Thưa quý vị, ở đây chẳng có ông trời nào để xúi chị được hết. Nha quý vị. Thì đây, xin mời quý vị cùng nghe lời của chị Hai trong cái buổi chiều tối ngày hôm Chủ nhật. Xin mời quý vị. Thôi việc từ từ để kiếm cái đoạn đó. Và đây, bây giờ thì việc tìm được đó đây rồi. Bây giờ xin mời quý vị lắng nghe nha. Quý vị hãy bật điện thoại đèn led của mình lên được không ạ? Thôi việc lại mở lộn rồi, thì chờ. Rồi, để Thanh Việt mở lại cho quý vị cùng nghe nha quý vị. Thì đây, đây. Cứ mãi thôi, thúc tôi cứ nói với tôi những cái điều mà bây giờ quý vị thấy rồi, sau khi tôi đi tù thì quý vị thấy rồi đó. Đó là sự thật. Đó là về một vấn đề nhạy cảm mà tôi không thể nói với ai hết, là vì tôi nói về tâm linh. Tâm linh không đùa được đâu quý vị. Tâm linh là tâm linh gì ở đây? Mạng hoặc là có thể một ai đó đã ai oán một điều gì đó đã xúi dục tôi, xúi dục tôi bên lỗ tai tôi, cho nên tôi quốc không trượt phát nào, quốc không trượt phát nào mới ghê quý vị.
Ai oán, ai oán vậy? Chị làm như là có ăn hồn đó quý vị. Tôi biết. Những cuộc nói chuyện nửa say nửa tỉnh, và chính tôi ngày hôm sau nghe lại, tôi cũng không tin là tôi đã phát ngôn những cái điều mà nó đi quá với con người hiểu biết của tôi. Đúng không chưa? Đó là sự thật. Một sự thật mà không có ai thông cảm cùng tôi. Cho nên tôi quyết định. Có ai hiểu được chị làm gì? Tôi tuyên bố là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Cái này xạo nha quý vị. Cái đó không phải một mình chị rồi. Không phải một mình chị rồi. Đây đây, sắp tới cái phần quan trọng. Xin mời quý vị. Khi tôi bị bắt vào thì hỏi tôi là tổ chức nào đã thuê tôi, và tôi chửi thuê cho ai. Có lẽ là tôi đã chửi thuê trong trời. Và trong tận cùng của khổ đau, tôi cũng biết kêu trời. Đây đây, sắp đến phần quan trọng. Ôi giời ơi. Những câu chuyện tôi làm đến ngày hôm nay, dù thương dù ghét gì, đây quý vị, dù thương hay ghét không thể phủ nhận bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không quý vị? Phủ nhận chuyện gì? Phủ nhận chuyện gì chị hai? Và chuyện gì đây? Quý vị thấy bao nhiêu cơn bão đã đi qua, nhân dân và nghệ sĩ tự phát. Chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Vậy nghe nói bảo nhiều quý vị. Bao nhiêu cơn bão đã đi qua, nhân dân và nghệ sĩ tự phát, chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Thấy chưa? Đó là trước khi mà chị hay vào cuộc. Bao nhiêu cơn bão đã đi qua, nhân dân và nghệ sĩ tự phát. Tức là nó quý vị, trước khi mà chị hay vào cuộc, chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Những câu nói quan trọng nha quý vị. Đây là cái nguyên nhân. Chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Vì không quyên góp được bao nhiêu, chị hai mới vào cuộc. Ai mời chị hai vào? Chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Tạm biệt, lặp lại cho quý vị nghe rõ nha. Thì tôi cũng đã mang niềm tin của nhân dân đến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là một sự thật. Đó là sự thật đó nha quý vị. Chị hai xuất hiện, chị hai đem lại cái gì? Tôi cũng đã mang niềm tin của nhân dân đến với Ủy ban Mặt trận. Niềm tin của nhân dân đến cho Mặt trận Tổ quốc. Nghĩa là sao quý vị? Là người ta tin tưởng Mặt trận Tổ quốc để gửi tiền vào. Thì tôi cũng đã mang. Công đó là công của ai? Công của chị. Đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đó. Chị hai đủ thông minh là bước ra mình làm chuyện này. Vì tôi, quý vị tự trả lời. Vì nhân dân thì xin hãy bỏ cái chữ tù tội đó dối với tôi đi. Quý vị nhớ nha. Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Đi gom ghế là cái gì? Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Quý vị nào? Ghế nào? Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi. Quý vị nhớ là cái câu chuyện mà chị hai ra Hà Nội để đá ghế này, đá ghế nọ không quý vị? Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Thú vị nha quý vị ha. Thế là khán giả vỗ tay ầm ầm luôn. Nói với họ vỗ tay cái điều gì? Có đúng không quý vị? Đúng quá. Đúng quá đúng luôn. Đã kêu tôi làm một điều không một người nào dám làm. Vâng. Đã đánh đổi 2 năm rưỡi tù. Chỉ có một mình tôi dám làm điều đó. Thế thì rõ ràng. Rõ ràng. Làm theo sứ mệnh. Vâng, sứ mệnh. Bằng chứng là quý vị thấy tôi quốc không trừ phát nào. Quý vị nhớ rõ nha, chỉ có sứ mệnh. Nhớ chỉ có sứ mệnh. Quý vị nghĩ sứ mệnh từ đâu? Không nhận được tôi thật là ghê gớm. Vì tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi. Đừng nói rằng sứ mệnh do tâm linh đưa ra nha. Có thương hiệu. Đúng không quý vị? Có thương hiệu rồi. Tôi chưa bao giờ xấu hổ, tôi chưa bao giờ nhục vì tôi đi
tù vì tôi không hút máu nhân dân. Tôi không làm điều gì sai, tôi chỉ muốn hy sinh cho nhân dân. Có đúng không quý vị? Và ngày hôm nay tôi vẫn trở về nguyên vẹn. Hết phúc thì tới họa. Tôi hết họa, bây giờ tôi tới phúc. Có đúng không quý vị? Ai đã gieo trong tố lên đời tôi, người ta có phúc, người ta gieo họa cho tôi. Bây giờ tôi đi qua những cái quả đó rồi thì tới thời điểm tôi được hưởng phúc. Có đúng không quý vị? 2 năm rưỡi không phải là một thời gian dài, nhưng không quá đối với một người phụ nữ như tôi. Tôi đau khổ tới tận cùng bằng sự khổ đau, nhưng tôi không bao giờ ân hận, là bởi vì sao? Tôi chỉ có một lần để sống. Câu này quen quen, cái này là từng phát, cái này là từng phát, cái này quý vị. Không có tổ chức, nói tôi thế này cũng không có thế kia. Chim tinh gia, tôi cũng không phải là thần thánh, nhưng tôi là Nguyễn Phương Hằng, yêu nước thương dân. Úi giời. Có đúng không quý vị? Quý vị. À quý vị, vừa nghe thấy nha quý vị. Chị không phải là chim tinh gia, chị không phải là người trong giới, chị không biết gì hết. Chị không đoán được, chị cũng chẳng nằm mơ. Nhưng mà chị nói rằng, chị nói ở trong tại cái khu đền thờ của khu du lịch nhà chị, nó rất là tâm linh, chị không thể nào nói sai được. Và chị nói câu chuyện nào là câu chuyện đó đúng đến đó. Chị lấy tin từ đâu? Vâng, dĩ nhiên quý vị nên nhớ rõ rằng đôi bên cùng có lợi. Ai lợi gì, ai được gì, ai mất gì. Và dĩ nhiên tại sao chị hai lại điên tiết? Thưa quý vị, nó cũng có những lý do. Có những lý do hết tất cả, thưa quý vị ạ. Có những lý do. Quý vị ngẫm nghĩ lại những gì chị hai vừa mới nói. Quý vị nào mà để cho chị hai đi gom ghế ngồi vậy? Cái ghế là cái gì? Thưa quý vị, cái ghế không phải là cái ghế trên khán đài tại khu du lịch của chị. Quý vị không phải là những fan của chị. Quý vị này là quý vị khác. Nhưng quý vị, vâng, chị nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại cho người ta biết và nhớ rằng chị là người mang niềm tin của người dân đến cho Mặt trận Tổ quốc. Nghĩa là người dân tin tưởng Mặt trận Tổ quốc sẽ đưa tiền, đóng góp tiền cho đồng bào đang gặp nạn lụt thông qua Mặt trận Tổ quốc. Và những gì thiên thời địa lợi đã đến chứng minh cho cơn bão Yagi tại miền Bắc. Nhớ quý vị, kết quả Mặt trận Tổ quốc đã thu vào bao nhiêu? Thưa quý vị, và bây giờ người dân đã tin tưởng Mặt trận Tổ quốc rồi, đúng không quý vị? Vâng. Lúc trước, người dân vì một lý do gì đó đã không tin, và họ đưa vào cho nghệ sĩ. Và nhờ chị hai, thưa quý vị, mở đường cho cái nghị định 93 ra đời. Đó là những gì mà chị hai muốn truyền tải đến cho quý vị. Mong rằng quý vị hiểu, và sẽ không có những cái thắc mắc. Nhìn nhau quý vị, Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin hẹn lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng đầy đủ những thông tin rất thú vị từ cái buổi livestream của chị vừa qua tại khu du lịch. I love you all.